những lớp học lập trình game những năm gần đây đã thu hút nhiều người tham gia. Từng là sinh viên một trường đại học có tiếng tại Hà Nội, bạn trẻ này đã quyết định rẽ ngang để theo ngành học này. Cái em thích là cái phim học. Đầu tiên là em có niềm yêu thích với game. Thứ hai là em thấy là cơ hội việc làm của ngành này là khá lớn và mức lương có vẻ là cao so với mặt bằng. Ngày xưa khi mà ở cái lập trình game này nó còn xa lạ mọi người thì chỉ có những cái bạn mà lên học đại học và có tiếp cận đến công nghệ cũng như là game thì mới bắt đầu là tìm hiểu những khóa game. Nhưng bây giờ thì những đối tượng muốn tiếp cận game sớm như là những học sinh cơ bản, họ đã tìm hiểu và đã tham gia và những khóa học để không bị tụt hậu so với cái thị trường game cũng như cái dòng chảy game phát triển game bây giờ của Việt Nam và riêng và thế giới nói chung. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao, cơ hội việc làm cùng các yếu tố khác khiến ngành học lập trình game thời gian qua có thêm sức hút, nhất là với các bạn trẻ. Điều này cũng khiến cơ sở đào tạo quan tâm mở ngành học mới thay vì dạy và học lập trình chung như trước đây. Cái nhu cầu học lập trình game thì tăng lên khoảng 200% so với trước dịch 2019. Cái lý do là tăng lên là cái thứ nhất là từ phía doanh nghiệp không? Mà cái nhu cầu mà hợp tác với trung tâm ấy, thì cái nhu cầu là khoảng 70-80% doanh nghiệp là có cái nhu cầu về lập trình game. Cái thứ hai là trên các cái kênh tuyển dụng thì cái việc mà khác về nhân lực game quay bị zoom này tăng lên rất là lớn. Thực tế áp lực cạnh tranh là điều khó tránh bởi app game thì nhiều mà thành tích cao không phải ai cũng đạt được. Hiện rất ít game của Việt Nam sản xuất có tên tuổi trên thị trường game thế giới. Ngoài đơn vị này, Đại học FPT cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chuyên ngành đào tạo lập trình game vào giảng dạy. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đang nghiên cứu mở thêm ngành học này. Đó là tiền đề cho thấy nhân lực sản xuất game trong nước thời gian không xa sẽ nhiều hơn, gia tăng tính cạnh tranh với các quốc gia khác. Vừa em tải lên rồi nhưng mà cái khác màn hình của anh